Chào các bạn, hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung SoCal ở trên máy tính. Giờ các bạn cứ làm theo các bước mình hướng dẫn nha. Đầu tiên chúng ta phải cài đặt bộ gõ tiếng Trung bằng cách là chúng ta phải tải nó về đã. Giờ đầu tiên các bạn vào như sau. Giờ các bạn mở trình duyệt lên, sau đó các bạn gõ tên miền là học tiếng Trung online.com. Đây, mình đã có vào sẵn đây rồi. Đó, còn chờ đi. Đấy, các bạn có tên mình là học tiếng Trung online.com. Rồi sau đó các bạn ấn vào đây, ấn có cái hình cái loop này là mình đang thao tác ở trên máy tính. Rồi. Ok, chúng ta có là gì? Download bộ gõ tiếng Trung. Đó. Download bộ gõ tiếng Trung. Enter. Đó, các bạn chờ một chút xíu. Giờ các bạn thấy không? Ngay ở đây là có cái phần tìm kiếm rồi. Đó, download bộ gõ tiếng Trung, các bạn ấn vào đây. Đó. Là bước đầu tiên chúng ta phải tải cái bộ gõ tiếng Trung về đã. Hôm nay là mình video mình làm hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung ở trên máy tính. Rồi còn video khác mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung ở trên trên điện thoại di động. Giờ các bạn cài xuống dưới. Ok, các bạn ở đây. Tải nó về. Đó. Tải nó về là xong. Rồi sau đó các bạn tải về thôi. Tải về. Ấn vào. Rồi xong các bạn tải về là xong. À, mình để trên Google Drive cho nó dễ tải. Google Drive. Chắc là mình hãy để ở trên Mediafire mà hôm nay mình để trên Google Drive. À, các bạn chờ thì tải về là xong. Đó, sau khi các bạn tải về xong ấy, bây giờ cái này nó mạng nó hơi chập chờn. Rồi sau khi các bạn tải về xong thì mình sẽ có cái file này, nó chính là cái file này đấy. Giờ thì các bạn bắt đầu bật lên thôi. Rồi các bạn ấn vào yes tải nhá, ấn vào yes là xong. Đó, các bạn chờ thử. Cho chút xíu. Giờ xong rồi các bạn ấn vào đây thôi, lý trí an toàn. Đó, lý trí an toàn là cài ngay. Đó, ấn vào lý trí an toàn. Đó. Các bạn cứ chờ trong giây lát thôi, chờ đợi. Rồi. Các bạn chờ khi nào cái vạch này nó load đến 100%. Đó, thì các bạn sẽ làm bước tiếp theo. Các bạn chờ thì nó đang load. Các bước cài đặt bộ gõ tiếng Trung rất đơn giản. Đó, rất đơn giản. 74% rồi. À, các bạn chờ thêm tí nữa. Rồi ok. Rồi sắp xong rồi, 100%. Rồi, 100%. Rồi. Mấy cái này các bạn không cần, là ta bỏ tích hết đi. Rồi, cái này chúng ta không cần, không cần thiết. Bỏ hết đi. Rồi ấn vào link. Tắt đi là xong. Không cần. Rồi xong các bạn chờ một chút xíu. Đó. Rồi anyway. Cứ tải thôi. Đấy, nó tải về đây các bạn thấy không? Tải về. Ở đấy mạng nó hơi chập chờn. Cái này tắt đi, nó là cái phần website được giới thiệu của nó, mình không cần. Giờ cái này các bạn phải để ý chút xíu này. Đối với các bạn, đối với chúng ta là sử dụng tiếng Anh là mặc định nhá. Phần tiếng Anh ấy, đây là Win 10 nhá, là Win 10. Win 10. Giờ chúng ta sẽ tắt cái này đi. Sử dụng SoCal Way Modern Surufa. Không cần thiết. Tắt đi. Các bạn nhớ nhá, các bạn nhớ làm theo mình nhá, tắt cái tích hiệu này đi. Đó. Vì chúng ta đang sử dụng tiếng Việt mà, chúng ta làm việc và tiếng Anh. Còn bộ gõ tiếng Trung là để phụ trợ cho chúng ta là gõ tiếng Trung soạn thảo văn bản. Giờ chúng ta ấn vào Next Pool đó, xong, Share Pool. Mấy cái này không cần, ta đi thì không cần. Rồi, cái này cái điểm mặc định. Bạn nào thích cái dòng phông giao diện khác, nó bắt mắt, nó đẹp thì các bạn chọn cái khác, còn mình thì cứ để mặc định. Đó. Giờ cái này cứ lướt qua thôi, Next. Bỏ qua. Quan trọng. Hoàn thành. Ok, là chúng ta đã hoàn thành xong bước cài đặt bộ gõ tiếng Trung SoCal rồi. Là các bạn thấy có đơn giản không? À, chỉ sau vài bước là chúng ta đã cài xong bộ gõ tiếng Trung SoCal rồi đấy. À, xong sau đó chờ khoảng 1 đến 5 giây sau nó sẽ hiện ra cái mảng mà cứ ấn và của tài sản sự là không cần không hiển thị lại của tài sản sự. Của tài sản sự. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta vào mở file Word lên. À, các bạn bắt đầu mở file Word lên đi. À, mở file Word lên nhá. Là mình mở sẵn lên rồi. À, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gõ tiếng Trung SoCal trên máy tính. Còn trên điện thoại di động thì rất đơn giản. Chúng ta có thể có hai cách. Một là các bạn dùng phần mềm bộ gõ tiếng Trung SoCal tải trên CH Play hoặc là App Store. Hoặc là các bạn có thể mở bộ gõ tiếng Trung được tích hợp sẵn ở trong điện thoại. Nhưng mà mình thì hay thích dùng bộ gõ tiếng Trung SoCal hơn vì nó thông minh hơn. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành demo cho các bạn cách sử dụng nhé. Đầu tiên thì các bạn cần phải tắt bộ gõ tiếng Việt đi, mà các bạn ấn vào đây hoặc là các bạn ấn tắt hẳn đi để cho nó đỡ bị xung đột giữa hai bộ gõ tiếng Việt và bộ gõ tiếng Trung SoCal.
Đã, phải kiểm tra xem nó đã. Ok, nó đang quay. Giờ các bạn là đối với Win 10 ấy, thì các bạn ấn tổ phím như sau, căn ở phím Windows này, thì sẽ là sẽ Windows này, phím Windows đấy, xong cộng với lại gì, cộng với phím cách Windows Space nhé, các bạn nhớ nhá, đây là tổ phím, các bạn nhớ nhá, ấn tổ phím là mình có tiếng Việt không giấu nhá, cho nhanh. Để ấn, các bạn ấn tổ phím này, đây, ấn tổ phím là Windows và nút cách. À, các bạn ấn liền nhá, ấn liền. Đầu tiên các bạn ấn phím Windows đã. À, nó là cái chính là cái phím ở bên tay trái nhá. Nó chính là cái phím ở bên tay trái. Ở giữa phím Ctrl và nút à, phím Alt là bên tay trái nhá các bạn nhá. Ấn giữ nguyên. Rồi nó cách. Đó, đây, các bạn thấy không? Ở cái ở máy tính mình thì cài đặt cũng khá nhiều bộ gõ rồi. Đó. À, các bạn muốn chuyển sang bộ gõ tiếng Trung ấy, thì các bạn nhìn thấy có chữ S gì không? S gì màu đỏ đấy. À, màu đỏ đấy. À. À. Các bạn cứ ấn nút cách đến đây thì nhả ra. Đó. Thì nó hiện ra được chưa? Sau khi các bạn đã sử dụng xong bộ gọi tiếng Trung sơ cơ rồi, các bạn muốn quay trở lại bộ gọi tiếng Anh hoặc bộ gọi tiếng Việt gì đó, các bạn lại ấn tổ phím là phím Windows, xong lần cách đó, trở về tiếng Anh. Đó. Các bạn muốn mở lại bộ gọi tiếng Trung sơ cơ, các bạn làm như vừa rồi, phím Windows này, cách đó, xong các bạn thấy không? Đó. Lại nhả ra, đó. Thì là bộ gọi tiếng Trung sơ cơ đã hiện ra. Đó. Sau đó các bạn là ấn lại thôi để trở về. Đó, rất đơn giản đúng không? Trở về cái bàn phím mà định là US này, là bàn phím bàn định là US nhá. Rất đơn giản. Rồi, khi mà các bạn muốn gọi tiếng Trung, các bạn phải nhớ là ấn phím nhá, tổ phím Windows là xong ở bên đây nhả ra. Giờ ví dụ này, ví dụ là mình sẽ có một câu là gì? Tôi tên là à, bạn tên là gì? Mình sẽ nói là gì? Nǐ jiào shénme mìngzì? Nǐ jiào shénme mìngzì? Bạn tên là gì? Ở đây mình còn có cả bộ gõ phiên âm tiếng Trung đã có dấu. Bạn nào cần cái bộ gọi tiếng Trung phiên âm có dấu thì mình sẽ chỉ xong, mình sẽ làm trong một cái video khác. Hôm nay mình sẽ chủ yếu là hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ gọi tiếng Trung sơ cấu ở trên máy tính hệ điều hành Win 10. Chúng ta chuyển hết sang Win 10 đi, dùng cho nó cập nhật hệ thống nó mới nhất, chứ Win 7 bây giờ mình cũng dùng, nhưng mà mình chỉ dùng một số máy tính hồi xưa thôi, bây giờ mình dùng Win 10 hết rồi. Đó, các bạn cố gắng chuyển hết sang Win 10 đi. Giờ ở đây thì mình có là gì nhỉ? Nhỉ gì? Đây, nǐ jiào shénme mìngzì? À, các bạn thấy không? Đó, bạn tên là gì? Nǐ jiào shénme mìngzì? Đây, mình ví dụ thêm nhé. Đây, thêm nhỉ. Ờ, nhỉ? Bạn làm việc ở đâu? Thì các bạn nói là bạn làm việc ở đâu là nǐ zài nào cung zuò? Đó, bạn làm việc ở đâu? Thấy chưa? Các bạn bỏ qua từ tiếng Trung ấy, thì các bạn phải thuộc phiên âm mà thuộc bản chữ thì các bạn mới có được. Đó. Rồi, nǐ zài nào cùng chùa. À, cái này cái phần này là mình dùng bộ gõ tiếng Trung bộ gõ phiên âm tiếng Trung đấy, là có dấu thì mình gõ được ra được cái này. Nǐ zài nǎo gōng zuò, và bạn làm việc ở đâu? Nǐ zài nǎo gōng zuò. Giờ thế này, khi nào bạn mở công ty thì các bạn nói nào? Shénme shí hè nǐ kái gōng sī? Khi nào bạn mở công ty? Shénme shí hè nǐ kái gōng sī? Shénme shí hè nǐ kái gōng sī? 什么时候你开公司? Là khi nào bạn mở công ty. Đó, mình vừa demo cho các bạn một số vài ba câu tiếng Trung cơ bản. Đó, khi nào bạn mở công ty? 什么时候你开公司? Đó, rồi tiếp làm thêm ví dụ nhé, cho nó cho xong xanh tí này. À, ví dụ này, ngày mai bạn đi đâu ở xem phim? À, thì nói là ngày mai bạn đi đâu xem phim là 明天你去哪? Khan điện ảnh. Ngày mai bạn đi đâu xem phim? Mình thiên đi chi nào khan điện ảnh. Mình thiên đi chi nào khan điện ảnh. Ngày mai bạn đi đâu xem phim? Các bạn thấy mình thao tác chuyển đổi qua lại giữa bộ gọi tiếng Trung này và bộ gọi tiếng Trung kia rất là đơn giản, rất là nhanh. Chỉ cần tổ phím là giữ nguyên nút phím Windows và nút cách đến đây nhả ra là xong. Bộ gọi tiếng Trung xong cơ hiện ra rồi. Và mình tắt nó đi thì mình ấn lại tổ phím Windows và nút cách trở về bộ gõ bàn phím truyền thống là gì? US keyboard, keyboard đây. Sau đây là gọi tiếng Việt. À, gọi tiếng Việt thì các bạn ấn vào đấy là gọi là sao? À, gọi tiếng Việt à, là có thể gọi tiếng Việt rồi. Nhưng mà trong lúc gọi tiếng Trung chúng ta phải tắt bộ gọi tiếng Việt đi. À, tắt nó đi để nó không bị xung đột giữa hai bộ gọi. À, các bạn thấy nó đơn giản không? À, đây là chúng ta mình đang gọi tiếng Trung giản thể. À, tiếng Trung giản thể. Các bạn đang gọi tiếng Trung phồn thể thì các bạn vào như sau. Các bạn có lẽ mở phải mở bộ gọi tiếng Trung sơ cấu lên. Thì một số bạn làm việc với người Đài Loan thì lại dùng tiếng Trung phồn thể.
Đó, các bạn vào đây, gọi nó ra, đó, gọi nó chung sang công. Ấn vào đây, các bạn ấn chuột trái nhá, chuột trái vào đây, ấn vào đây, ấn vào hình chữ S này. Các bạn ấn vào hình chữ S, chuột trái nhá, không phải chuột phải đâu, là chuột trái vào đây. Đó, các bạn có thể thấy là ở đây nó có cái mặc định là gì nhỉ? Nó là mặc định là chữ thiện, triển đây, các bạn thấy không? Mặc định là triển. Đó, thì nó sẽ không có lựa chọn là phồn thể, nên là mình ấn vào đây thì nó sẽ có lựa chọn là phồn thể đấy. Đó, các bạn ấn vào đây, tiếp vào đây, xong ấn vào, ok thôi. Là sao? Tắt đi. Là hiện ra, đây các bạn thấy không? Còn hiện ra chữ triển đây. Để mình lôi ra ngoài để đây nhá, cho nó dễ nhìn này. Các bạn thấy không? Đó, chữ triển đây này, triển, triển đây, phán đây, phán thì chữ, triển thì chữ, phán đây, phán là phồn đấy, triển là triển, là giả, phán triển, phán triển. Đó, các bạn chuyển được qua lại. Mà triển là gì? Là gõ tính chung giản thể. Còn nếu mà các bạn ấn vào đây thì nó chuyển sang phồn là gì? Gõ tính chung phồn thể. Đó, ví dụ là demo nhá. À, ví dụ này, gì nhỉ? Bạn học tiếng Trung không? Nǐ xuě hàngyǔ ma? Đấy. Nǐ xuě hàngyǔ ma? À, các bạn thấy không? Có tiếng Trung phồn thể rồi đấy. Nǐ xuě hàngyǔ ma? Đó. Viết âm như nhau nhưng mà chữ lại khác nhau đấy. À, tiếng Trung và tiếng Đài nó hơi có một chút xíu khác nhau. Tiếng Đài Loan họ dùng một tiếng họ dùng gì? Họ dùng chữ phồn thể. Đó. Nhưng mà viết âm thì vẫn là giống nhau, vẫn là tiếng Trung phổ thông. À, còn người Trung Quốc đại lục thì họ dùng là tiếng Trung giản thể. À, ví dụ này, nǐ xuě hàngyǔ ma, hoặc là gì nhỉ? Nǐ zài nǎo gōngzuò, không biết là có khác nhỉ? Nǐ zài nǎo gōngzuò, thì những này nó cũng không có gì khác nhau cả, vẫn thế cả. À, mình đang để chữ giản thể mà, phải phồn. Nǐ zài nǎo gōngzuò, thử xem nhé. Nǐ zài nǎo gōngzuò, nǎo. À đây có sự khác nhau rồi đấy, nǎo gōngzuò. Có sự khác nhau rồi đấy, nhìn xem là cũng giờ cái chữ ó này, cái chữ ó nó chuyển thành cái chữ này ó, đúng không? Các bạn thấy không? Chữ ó này nó chuyển thành chữ này, chữ phồn thể đấy ó, nì chai nào cũng chua. Còn nó mà trong là phồn, trong giản thể nó là chữ này cơ. Đó, mà giản thể nó chữ này. Đó, đây mình chuyển chân giản nhá, chữ ó là đi, đây chữ giản này, đây chữ phồn. Nó khác nhau đấy. Đó, giản phồn. Ví dụ cho khan vì đi, mình cho nó dễ. Khan vì là đây là chữ giản thể nhá, còn chữ phồn thể nó là chữ này. Các bạn ở đây, ở đây phồn thể. Bác kia tắt đi. Phồn là gì? Phồn thể là hàn ủy. Đó, các bạn thấy không? Có chữ khác nhau. Hàn ủy. Đây là chữ phồn thể này, còn đây là chữ giản thể. Các bạn thấy nó giữa chữ giản thể và phồn thể nó có nét nó khác nhau đấy. Giản thể thì cái số nét nó ít hơn, còn phồn thể thì nét nó nhiều hơn. Đó. Nên là chúng ta các bạn mới học bắt đầu học tiếng Trung ấy, thì mình khuyên chân thành các bạn là nên học tiếng Trung giản thể trước đã. Nên học có tiếng Trung giản thể trước đã rồi hẳn học tiếng Trung phồn thể sau. Đó. Tiếng Trung phồn thể là tiếng Trung là chữ Hán ở mức độ cao, là chữ Hán cổ đấy, người Trung Quốc gọi là chữ Hán cổ. Bây giờ người Trung Quốc đại lục người ta không dùng chữ Hán cổ nữa rồi, chỉ có một số cái chùa chiền người ta còn lưu lại thôi, hoặc là các cái văn thư, các cái văn bản hồi xưa người ta lưu lại, người ta còn dùng chữ Hán cổ hay chữ phồn thể. Còn bây giờ người ta chuyển hết sang chữ Hán giản thể rồi. Đó. Sau khi các bạn học xong chữ Hán giản thể rồi thì các bạn nhìn sang chữ Hán phồn thể, các bạn sẽ tự suy luận ra ngay vì nó có cái sự quen thuộc. Đó. Đó, mình vừa hướng dẫn các bạn cách gõ một tiếng Trung sau câu rồi bằng giản thể và phồn thể chuyển đổi qua lại. Vừa rồi là cách gì ạ? À? Hướng dẫn cài đặt đúng không? Đặt và tải bộ gõ tiếng Trung sau câu mình cũng vừa hướng dẫn các bạn rồi. Tải bộ gõ tiếng Trung sau câu các bạn có nhớ không? Các bạn nhớ nhé, vào trong web là hoctiengtrungonline.com này. Hoctiengtrungonline.com xong các bạn ở vào đây nhỉ. Để mua lại thôi cho các bạn nhớ thôi. Là bộ gõ tiếng Trung sau các bạn có từ khóa này, là bộ gõ tiếng Trung sau câu. Enter cái. Thì nó sẽ hiện ra đây, và các bạn ấn vào đây, ấn vào đây luôn lắm, thì sẽ hiện ra cái này. Các bạn kè xuống dưới các bạn ấn vào download tải bộ gõ, ấn vào đây. Thì nó chuyển sang cái này, và các bạn ấn tải xuống nó xong. Ấn tải xuống, nên là mình vừa tải về rồi, nên là mình sẽ không tải lại nữa. Ấn vào đây, download anyway, và tải về xong. Scan, đó chứ, rất đơn giản đúng không? Ở đây mình cũng làm video hướng dẫn các cài bộ gõ tiếng Trung ở trên điện thoại Android và iOS này. Đấy, đây là cài bộ gõ tiếng Trung ở trên Win 7. À, trên Win 8 và trên Win 10. À, Win 10 đây là hướng dẫn sử dụng bộ gõ tiếng Trung sau câu. Ở đây mình cũng có làm cũng khá nhiều video hướng dẫn chi tiết rồi. Đó, hôm nay mình sẽ làm thêm video nữa để hướng dẫn các bạn cách tải và cài bộ gõ tiếng Trung sau câu dành cho máy tính nhá. Dành cho thiết bị máy tính. Còn lát nữa mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn cài bộ gõ tiếng Trung ở trên thiết bị điện thoại di động. Được chưa? Rồi ok, mình sẽ tạm dừng video tại đây và có gì không hiểu các bạn hãy đăng comment ở ngay bên dưới video này nhé, ở trên kênh YouTube hoặc tiếng Trung online đấy nhé. Rồi, hoặc có gì các bạn có thể đăng câu hỏi của các bạn vào trong diễn đàn học tiếng Trung online, và các bạn ở ra đây học tiếng Trung online.org. Tắt đi này, học tiếng Trung online.org là diễn đàn. Rồi, các bạn vào đây.
học.tiếngtrungonline.org. Các bạn có thể đăng câu hỏi của các bạn vào trong diễn đàn học tiếng Trung online. Đấy, các bạn nhớ. Mình sẽ để cho nó phóng to một chút xíu, nó nhìn nó dễ. Thì các bạn vào xuống dưới, các bạn ấn vào đây này, học tiếng Trung sơ câu này. Ở đây. Đây là diễn đàn học tiếng Trung online nhá, diễn đàn học tiếng Trung online. Mình chuyên giải đáp thắc mắc cho các bạn học viên, các bạn thành viên ở trong diễn đàn này theo các chủ đề chuyên đề riêng, các cái chuyên mục riêng. Học tiếng Trung sơ câu. Đây là cái chuyên mục mình mới tạo xong. Đó là bộ học tiếng Trung. Cái này mình mới tạo xong nên là nó chưa được nhiều. Đó nên mình sẽ bổ sung thêm nội dung vào trong này thì nội dung nó sẽ nhiều hơn, thì các bạn vào xem nó sẽ nhiều nội dung hơn. Tất cả các bài đọc bây giờ mình trên này mình đều lưu ở trong này hết mà. Lớp Skype này, lớp Skype đây, các bạn học sinh lớp Skype đây, lớp trực tuyến đấy. Các bạn học sinh lớp VIP đây, lớp VIP đây, đây lớp VIP đây. Đây là diễn đàn học tiếng Trung online. Các bạn có bất kỳ câu hỏi gì các bạn hãy đăng câu hỏi ở trong video ở trong cái diễn đàn này nhé. Mình sẽ trực tiếp trả lời cho các bạn hoàn toàn miễn phí, nên các bạn không phải lo gì cả. Diễn đàn học tiếng Trung online. Rồi, ok, mình sẽ tạm dừng video tại đây. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.